Nay mình đi vô Home Depot đang mua đồ về trang trí Christmas cho nhà. Bán đầy đủ đồ. Cái này là cây thông quá trời nhiều luôn nè. Mình đi qua đây kiếm mua cái thang đang leo lên đang bắt đèn trong nhà. Đây, cái thang này. Lên trên cái kho. Mở đèn lên coi. Kho bí mật để trốn nợ trên nóc nhà. Mở đèn lại. Lạnh, lên thử không? Cái máy đằng đẵng là cái máy sưởi với cái máy lạnh ở nhà, còn máy này là để thổi vô mấy từng phòng cho nó ấm nè, còn cái này là để cái này gòn là để giữ ấm trong nhà. Người ta lên trên này người ta làm chỗ này để người ta ở được luôn á, nó rộng á, còn này mình chỉ để đồ thôi. Con đưa cái đầu rồi. Nãy giờ đi qua trên nhà rồi. Để chuẩn bị xuống nữa. À, hay không? Ok. Hết sợ rồi, xuống này sợ thả. Nãy trên kia còn sợ, xuống này hết sợ rồi. No. Ok. Bật lại gì nè, là cái nó không bao giờ nó xúc được hết trơn. Chắc luôn ha. Cái này không? Cái này gọi là bát quái. Để đây cho con ma nó thấy, nó đừng có vô nhà mình. See it? Bánh canh. Đồ bánh canh nào. Wow, nguyên nồi bánh canh luôn. Ngon quá. Thôi giờ không có ăn. Ngon không được.
Nhận không mà hấp dữ vậy? Tối nay nhà mình là sáng nhất sớm. Trời ơi. Trang trí cho đèn Noel. Nhà người ta chỉ trang trí ở dưới mà. Chứ không có trên này cũng vậy đó, nhà này cũng trang trí ở dưới mà chứ không có trang trí ở trên. Lên trên sợ thấy mẹ. Mình là phải chơi nổi.